À, chân này khi tiếng hát cho đời. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục vô cùng đặc biệt ạ. Dạ vâng ạ, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng đến với tiết mục múa gáo dừa Khmer. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho câu lạc bộ Hoa Sen Trắng ạ.
hồ cho bóng ta thật lớn để dành tặng cho cô giáo Trung Nguyên Lương Thượng Câu lạc bộ Hoa Sen Trắng nha.